cha. Việt Nam Airlines. Cái gì on air à? Air là đúng rồi ạ. Thế không phải Việt Nam Airlines à? Việt Nam Airlines. Việt Jet. Anh tất cả những hãng hàng không này biết. Việt Jet Air. Air đúng rồi. À Việt. Đây là tên một hãng máy bay. Phi cơ. Vietnam Airlines. Thế mà hãng máy bay là gồm cả các nước khác chứ đúng không? Không, Việt Nam. Việt Nam à? Vietjet. À, mình đoán tên bằng tiếng Việt à? Tiếng Anh ạ. À. Vietjet Air. Rồi, giờ mình hiểu. Bang là gì? Sun Gold, Gold Sun. Golden. Gold Sun. Mặt trời. Golden Sun. Yellow không Sun. Phải. Nhưng mà còn là phải có hãng này. Golden Sun thì có. Có cái gì Sun ấy, em nhớ có một hãng đấy. Cả Golden Gate chứ không phải. Mặt Yellow Sun. Yellow Sun. Sun Yellow. Mặt trời vàng. Sen vàng. À không phải. Đâu đấy, tiếng Anh đâu á. Không phải. Công ty về đồ gia dụng. Đồ bếp. Đồ bếp. À cái gì Sun, có Go Sun. Go Sun. Sun Go. Sun Go. Sun Go. Go Sun, Go Sun. Go Sun. Sun Sun. Nước rửa chén sunshine. Sunlight. Nước rửa chén sunlight. Sunlight. Ánh nắng mặt trời ạ. Sunflower. Cái gì? Ánh nắng mặt trời ạ. Sunlight. Sản phẩm rất thông dụng. Sunlight. Fuji phim. Hãng phi. À, em biết cái đấy. Nói đi. Anh vừa bảo em nói nhiều gì. Thôi nói đi. Fuji phim. Fuji phim. Fuji phim. Có hãng phim đấy. Nhanh lên em. Có hai chữ. Thì là vật và nữ. Đúng không? Nãy anh trả lời đi không bị giật đông chân. Vật nướng. Nhà hàng sumo. Nhà hàng nướng sumo. Vật nướng. Vật nướng. Vật là đồ vật. Thôi đoán vừa đi. Vuvuzela. Đâu, đồ nướng mà. Sumo BBQ. Trời ơi. Sumo BBQ. À. Các bạn mình bỏ BBQ, mình toàn sumo thôi. Deep eye. Môi là gì? Deep eye. À, lip eyes. Đúng rồi, deep eye. Nó có hai chữ ạ. Elin. Elin phải không nhỉ? Phải. Esu. Thực phẩm là có hai chữ là thực phẩm và dinh dưỡng. Thực phẩm là đồ ăn nhé. Không biết từ dinh dưỡng, biết từ food. Foodie. Khó bắt đầu bằng chữ N. Nutty food. Rồi. Không phải là Nutty ạ. Nutty. Nutty.
chị ạ. Nutri food. Bakery. Dâu đen là bakery. Black gì ta? Quả dâu là gì nhỉ? Em có gợi ý không? Đấy là tên một hãng điện thoại. À, Blackberry. Đúng rồi, Blackberry. Đúng rồi. Sắc. Sắc bén. Sắc bén hay sắc? Sắc bén. Sắc bén. Sharp. Sharp đúng rồi. À. Một chữ thôi. Sharp. Sharp đúng rồi. Digital market. Thương hiệu mà. À ừ, là thương hiệu nhỉ. Thương hiệu mà. Thế có cái thương hiệu gì có bucket à? Pico Media Mart. Chị có gọi đến các bạn. Chị á? Giờ chị có lục lại đã. Một đứa đi cái vào đây chị nói là nó hả? Yeah. Em nói những cái gì? DC Market, DC City, D... Không phải. Không phải DC. Media Mart. Media Mart. Media là truyền thông. À, media. Chợ truyền thông hay truyền thống? Truyền thông. Chợ tốt. À, nhầm tiếng Anh mà nhỉ? Gì market ạ? Truyền thông là... Nghĩ được không em? Nghĩ đi. Bỏ qua đi, em không nói. Câu này anh chịu. Là Media Mart. Ồ. Oh. Chợ Media là truyền thông. Chợ truyền thông. Media Mart. Tiếp theo là cà phê ga thành phố. Không nghĩ ra. Đấy, em cũng đã không nghĩ ra cái tên của cà phê đấy. Nghe thì có vẻ dễ. Trời ơi. Bỏ qua. Okay. Station Coffee. Urban Station. Thiếu cả cà phê nữa. Urban Station Coffee. Ga thành phố. City Station. Urban Station Coffee. Grab. Đúng rồi. Gợi ý, gợi ý. Nếu mà bây giờ đi ra đường mà anh chị nhìn thấy màu xanh thì sẽ... À. Biết không? Em biết chưa? Chưa. Grab à? Grab bài à? Grab, đúng rồi ạ. Grab. Cái nào á? Thấy có đương viên thì chả hiểu có ra không. Thì